Chẳng lẽ ông đi sợ là bay đúng không anh? Bác cái đang đóng hàng cho em. Đây là hàng chuẩn bị đóng về công tháng 12 các bác nhá. Bác nào mà có nhu cầu muốn mua hàng nữa thì cứ liên hệ với em. Hôm nay mới là một chuyến của nửa tháng 12 thôi.